tử vi, hay còn được biết đến với cái tên astrology trong tiếng Anh, là một hình thức chiêm tinh học liên quan đến việc dự đoán thông tin và sự kiện về tương lai của một người dựa trên vị trí của các hành tinh và các thiên thể khác tại thời điểm người đó được sinh ra. Mặc dù không được khoa học chính thống công nhận, tử vi vẫn phổ biến ở nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới và có ảnh hưởng đáng kể đối với niềm tin và quan điểm của nhiều người. Lịch sử của tử vi bắt nguồn từ hàng ngàn năm trước và có những gốc rễ sâu rộng trong nhiều nền văn hóa khác nhau. 1. Mesopotamia cổ đại. Tử vi có nguồn gốc sớm nhất từ Mesopotamia khoảng 2.000 năm trước công nguyên. Người Babylon cổ đại đã phát triển một hệ thống chiêm tinh học phức tạp dựa trên quan sát các hành tinh và các hiện tượng thiên văn. 2. Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Tử vi lan rộng sang Ai Cập và Hy Lạp, nơi nó được hòa trộn với triết học và tín ngưỡng địa phương. Điển hình là hệ thống tử vi Hellenistic được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ nhất và hai sau công nguyên. 3. Ả Rập và châu Âu Trung Cổ. Trong thời kỳ Trung Cổ, học thuyết chiêm tinh từ Hy Lạp cổ đại được chuyển giao sang thế giới Ả Rập, nơi nó tiếp tục phát triển và sau đó được truyền bá trở lại châu Âu. 4. Châu Âu thời kỳ Phục Hưng. Trong thời kỳ Phục Hưng, tử vi trở nên phổ biến trong giới học thuật châu Âu. Nó không chỉ là một hình thức giải trí mà còn được coi là một ngành khoa học nghiêm túc. 5. Châu Á. Tại các quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, tử vi phát triển theo những hệ thống riêng biệt. Ví dụ, Trung Quốc có hệ thống tử vi phong thủy và bát quái, trong khi Ấn Độ phát triển hệ thống Vedic Astrology. 6. Thời đại hiện đại. Trong thế kỷ 20 và 21, tử vi đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Nó thường xuất hiện trong các phương tiện truyền thông và được sử dụng để giải trí, dù không được cộng đồng khoa học chính thống công nhận. Tử vi ngày nay được xem như một hình thức giải trí và tâm linh hơn là một ngành khoa học. Nó vẫn được nhiều người ưa chuộng, với các bản đọc tử vi dựa trên ngày, tháng, năm sinh và vị trí của các hành tinh. Tử vi trong văn hóa Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng. Dưới đây là một số khía cạnh nổi bật. 1. Tử vi và phong thủy. Tử vi không chỉ liên quan đến việc dự đoán tương lai mà còn gắn liền với phong thủy. Người Việt thường sử dụng tử vi để xác định các yếu tố phong thủy tốt, từ việc chọn ngày giờ tốt cho các sự kiện quan trọng đến việc bài trí nhà cửa. 2. Lịch can chi và tử vi. Việt Nam sử dụng hệ thống lịch can chi, gồm 10 thiên can và 12 địa chi, và điều này ảnh hưởng đến cách người Việt xem tử vi. Tử vi dựa trên ngày tháng năm sinh được sử dụng để phân tích tính cách, vận mệnh, sức khỏe và mối quan hệ. 3. Tư vấn và quyết định. Trong văn hóa Việt, tử vi thường được tham khảo khi đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc sống như hôn nhân, chọn ngày cưới, đặt tên cho con và thậm chí trong kinh doanh. 4. Lễ hội và tập tục. Tử vi cũng gắn liền với nhiều lễ hội truyền thống và tập tục. Ví dụ, người Việt thường xem tử vi vào dịp Tết Nguyên Đán để biết về may mắn và thách thức trong năm mới. 5. Sự kết hợp với tín ngưỡng dân gian. Tử vi ở Việt Nam cũng thường được kết hợp với các yếu tố tín ngưỡng dân gian và tôn giáo, tạo nên một hệ thống tin tưởng đa dạng và phức tạp. Tuy tử vi không được khoa học hiện đại chứng minh, nó vẫn đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và đời sống tinh thần của nhiều người Việt Nam.